Vâng. D900 hay là P9000 rồi thì Apollo rồi thì GM rồi thì một số những cái tên hiệu khác. Cái lỗi đặc trưng của cái dòng này là báo lỗi OSPR. OSP hay là DSP đấy. DSP root. Vì cái lỗi này thì máy là bật máy lên là nó sẽ khởi động rất là chậm. Nó đến chỗ này nó sẽ đơ rồi. Đấy, nó đơ một lúc rất lâu. Nếu mà máy bình thường nó lát qua cái phần này rất nhanh. Nhưng mà nó đơ một lúc. Nó lát được vào menu rồi nó đơ. Bấm phím liệt hết mất tiếng và chờ một lúc sau nó sẽ báo OSPR. À, nó vào được menu mà bấm nó không có tác dụng gì. Để một lúc là nó sẽ báo ra OSPR rồi. Đó, mọi người cần sửa cái lỗi này liên quan đến cái dòng con này liên hệ trực tiếp bên mình, số máy ở trên tiêu đề video mình sẽ tư vấn sửa. Có những ai chưa đăng ký kênh có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh. Không bấm được cái gì nhỉ? Chờ tí cho nó báo lỗi mình tắt.